các bạn. Hôm nay Tuyết Già chia sẻ về một cái chủ đề tu mà sao khổ quá vậy. Cái này rất nhiều bạn hỏi Tuyết Già tại sao tu mà khổ quá vậy. Thì thường thường người ta nói kêu tu để giải khổ, tu để bớt khổ, tu để giải thoát, giải nghiệp, tu để được hưởng phước báo hồng ân. Mà tại sao cô ơi, con tu mà sao nhiều chuyện nó xảy ra quá chừng luôn, rồi nó đủ thứ chuyện hết, nó đau khổ. Thì hôm nay á, Tuyết Già biết nhiêu chia sẻ nhiêu thôi nha, chứ Tuyết Già cũng không phải là người để học đạo mà như quý sư quý thầy. Thì một cái trình độ mà tu tập nhỏ nhoi của Tuyết Già để chia sẻ được một phần nào để giải tỏ cho các bạn, để các bạn yên tâm mà tu. Tại sao mà mình tu mà cứ hả giải nghiệp mà nghiệp nó theo mình còn nhiều hơn vậy? Tại vì thường thường á, mà những người mà trước khi mà mình đi tu á, mình nói chữ tu rồi cái mình ăn chay, mình niệm Phật, là cái lúc đó là mình chưa có đưa Phật vào tâm mình được. Mình chỉ có ngoài miệng mình nói là ăn chay niệm Phật, thì lúc đó Phật chưa có tại tâm mình, mình còn yếu đi. Rồi những cái nghiệp chướng á, là những cái đời mà trước á, những cái kiếp trước của mình, hoặc là đời này mà những cái ngày trước mình làm cái gì á, thì những cái quả nghiệp á, quan gia cái chủ á, nó sẽ nói là tôi đi đòi bà. Chứ bây giờ mà không đòi bà sớm á hen, thì bà đi tu rồi làm sao đòi được. Tự vì phước nhiều thì tội quá tiêu trừ. Khi mình tu đã vững chắc rồi á, thì nghiệp chướng không có làm cái gì được mình. Mà tại vì mình tu chưa có vững, giống như đã thành đạo rồi, như Đức Phật Thích Ca rồi, thì làm sao mà còn nghiệp chướng còn cái gì nữa. Là tại vì mình tu quá yếu, thì coi như mình phải chấp nhận thôi các bạn. Thì mình ráng tu cao lên chút xíu mới được giải nghiệp. Tức là mình tu cao lên để cái phước báo nhiều vô, thì phước nhiều tội quá tiêu trừ. Phước nhiều lên thì cái tội phải tiêu trừ thôi. Tại vì mình tu mỏng nên cái phước mình nó mỏng mà cái nghiệp mình nó dày. Mà hơn nữa nhiều khi á, Tuyết Già cũng hồi xưa Tuyết Già cũng vậy. Nó nói trời ơi, mới nói ăn chay niệm Phật cái hả, là tự nhiên là có nhiều người hả, người ta cũng chửi mình luôn, chửi hoài luôn, các bạn, chửi đủ thứ kiểu hết luôn đó. Mà Tuyết Già hả, kệ đi, ai chửi, ai nói, ai làm gì làm. Rồi có những người nói mày mà tu gì, mày hả nói cái miệng tu hả, rồi coi chừng á nha. Quỷ nó tới nó khảo đảo mày à. Nói đủ kiểu hết luôn. Mà Tuyết Già nói chung là Tuyết Già không có sợ lì lắm. Đã mình quyết định mình tìm đến cái con đường tu là mình rất là khó khăn rồi. Tại vì mình có gia đình, có chồng, có con, mình phải lo hết tất cả, sắp xếp gia đình, chồng con mình mới được tu. Chứ không phải tự nhiên mình tu được. Là mình nếu như mình chưa có gia đình á, thì mình đi tu cái một. Còn này mình còn vướng cái nghiệp trần quá nặng, rồi mình phải sắp xếp mà mình được đi tu là mình quá mừng rồi. Cho nên hả, Tuyết Già rất là vững đường tu, ai nói gì nói. Và cái thứ hai nữa đó, thì cái lúc mà Tuyết Già mà mới nói là mình tu á, thì mình chỉ là thấy người ta giống như là bị một cái gì đó, rồi cái mình cứu. Thì theo như á, Tuyết Già được học quý sư quý thầy là như vậy. Hồi trước á, có những người mà người ta bị chồng đánh hay gì á, bể đầu chảy máu hoặc gì đó, là bắt đầu hả, Tuyết Già nói là thôi đừng có lấy chồng nữa, rồi để mình sẽ hả cũng như ly dị đi, rồi sẽ cũng như là giúp đỡ, sẽ đi Nhật hay lấy chồng Nhật hay gì đó đi. Thì mình nghĩ mình giúp cái người đó là mình có phước. Nhưng mà quý sư quý thầy nói rằng cái nghiệp của người đó quá nặng, mà cái con mà nợ á, là tức là cái người mà đi báo oán của cái cho cái người đó đó, thì người ta đang đòi nợ mà mình nhảy vô mình can thiệp, thì cái nghiệp của người đó nó quật lại mình, nó tức nó quật lại mình. Mà thật sự nó quật lại các bạn, nó quật lại đủ thứ chuyện hết. Thì Tuyết Già học biết nhiêu chia sẻ nhiêu, quý sư quý thầy nói vậy. Thì cái cách mà mình nhìn thấy như vậy á, thì mình cũng như là đừng có kêu người ta ly dị, mà mình đừng có giúp đỡ người ta ra khỏi cái cảnh đó, mà mình có cái cách nào cũng như khuyên giảng người ta
để người ta tu, để giải nghiệp cùng mình, thì mình không có bị những cái nghiệp chướng đó nó theo mình. Đó, có những cái mà nghiệp chướng nó theo mình rất là vô duyên luôn. Xong rồi vậy nữa nè các bạn, Tiết Già nói là nhất định phải tìm đường đi tu cho được, mà Tiết Già quyết định mà Tiết Già không có thích mà giống như là những cái trần thế mà quần lè áo lẹt gì nữa hết luôn. Tiết Già mấy là cạo cái tóc của Tiết Già cạo hoài nè, cạo tóc ngắn hoài nè. Tiết Già về Việt Nam mà Tiết Già cạo cái đầu chọc lóc mà các bạn. Tiết Già lấy cái mũ Tiết Già chùm lại qua sân bay thì cái mặt đồ Tây đâu có ai biết đâu. Thì về xuống nhà thì Tiết Già mở cái tóc ra thì tóc nó cũng lú lú nhẹ nhẹ mà mình chưa có kịp cạo tiếp. Rồi mình ăn mặc giống như là quần áo nó lè phè lắm. Mà ở Nhật về nữa các bạn biết không, cái có nhiều người ta đồn á, người ta nói Tiết Già trời ơi nhìn nó tàn tạ lắm kìa, trời ơi nhìn nó giống như nó bệnh gì, nó sắp sửa nó bệnh gì mà dữ dằn, sắp chơi sắp gì á, sắp như là giống như ngủm sắp qua đời, sắp từ trần hay gì. Ủa người ta đồn tứ tán hết đó các bạn, nhưng mà Tiết Già vẫn cười vui, tại vì mình buông bỏ, mình không có thích cái tóc mà mình chải chuốt trở lại, rồi mình uống tóc mình sắn sắn trở lại là mình cũng đẹp lại chứ có gì đâu. Nó thì Tiết Già cũng biết vậy đó, như các bạn thấy Tiết Già cũng 60 tuổi rồi thì lên đây Tiết Già cũng phải giống như mình tôn trọng các bạn, tôn trọng những người xem mình. Chẳng lẽ giờ mình lu xù mình cạo cái đầu chọc lóc hay là cái gì cũng kỳ lắm cái đây. Nhưng mà thật sự là Tiết Già chỉ muốn giống như là buông bỏ hết tất cả để đi tu thôi. Nó thì nó có những cái mà khảo đảo như vậy đó, đủ thứ chuyện trơn á. Rồi cái người ta đồn lên vậy, người ta nói mình, rồi cái những cái người mà quen quen biết biết á, cái tự nhiên cái chạy lại cái hỏi thăm mình, cái nói Tiết ơi, mày khỏe không vậy, mày có làm sao không vậy, tự nhiên hỏi vậy á, các bạn hỏi mày có làm sao không vậy. Cái mình nói rồi rồi biết rồi, tại vì mình biết mà, mình tu là mình biết, tự mình tu là mình buông bỏ, mình cạo đầu, mình mặc như thích mặc những cái áo nâu mà đó. Tiết Già về Việt Nam, Tiết Già mua những cái áo Phật tử, Tiết Già thích lắm, mặc hoài luôn vậy đó. Cái người ta nhìn vô người ta tưởng đâu chắc mình chắc là giống như là người nó như là bệnh tật hay là hoặc là cái gì đó nó quá đáng đó các bạn thấy không. Nói chung là người đời nó là như thế đó, cho nên khi mình tu là nó bị cái sự khảo đảo như vậy. Mình đã chấp nhận mà mình tu là mình phải vượt qua từng những cái khảo đảo của cũng như là xóm riền, hàng xóm, bạn bè, rồi mình phải vượt qua những cái mà nghiệp chướng nữa các bạn ơi, đủ thứ hết. Cái lúc mới thôi các bạn, cái lúc mới thôi, nhưng mà các bạn tu ráng tu cao lên. Ví dụ như hồi xưa đó Tiết Già ăn chay mà, ví dụ như tháng ăn tháng không, rồi cũng như là một lúc thì đọc kinh, một lúc thì không, thì cái đó thì đúng rồi, thì nghiệp chướng với lại cái sự khảo đảo nó theo mình. Khi mình tu vững chắc, càng ngày mình càng tu càng cao thì tất cả những người đó người ta chịu thua mình hết luôn. Nó không lẽ giờ đó người ta đi theo người ta nói mình nữa ha. Sống bữa nay cũng như là hồi lúc mà người ta gặp mình là 5-7 năm về trước, mà bây giờ đó, bây giờ mình cũng ha lên đây để tâm sự với các bạn, để chia sẻ với các bạn, thì ít nhiều những người đó người ta cũng thấy Tiết Già rồi chứ bộ không thấy sao. Đã mình lên mạng xã hội này thì ai cũng nhìn thấy hết rồi đó. Thì đó giờ nhìn đi, nó nhìn thấy coi là tại sao mình bị gì đó, cứ nhìn đi. Tại vì người đời người ta hay tranh đua, người ta thấy mình xấu, người ta thấy như mình đẹp hơn á, thì người ta ghét mình, mà người ta thấy mình tàn tạ xấu xí á, thì người ta lại môi móc mình, người ta muốn cho mình giống như là tàn tạ, bệnh tật, xấu xí, nghèo khổ đi, cái sự ganh đua, ganh tị như vậy đó. Cho nên tại sao mà tất cả những gì mà cái sự mà ganh đua ganh tị nó làm cho bây giờ là trần gian vướng vào cái chuyện mà dịch bệnh khổ đau, không sống mà không yêu thương nhau, không có buông bỏ đó. Cho nên Tiết Già chia sẻ để các bạn nào mới tu cứ vững vàng nhờ tu nha, không có sợ gì hết trơn á, ai nói gì nói, thậm chí người ta nói xấu mình, người ta nói những cái chuyện mà nó lộn ngược lộn xuôi luôn nha các bạn. Đó, mà tại sao các bạn thấy giờ Tiết Già lúc nào cũng nở nụ cười là như thế này, là cái sự thành công của Tiết Già trong những cái tu tập là đã vượt qua. Thành công không phải là thành công mình tu thành công, mà thành công là mình vượt qua những cái sự mà tai tiếng, những cái sự mà nó dương mang, những cái chuyện mà nó không có ra cái gì hết luôn. Ai cũng có thể mắng mình được,
ai cũng có thể chửi mình được hết á. Nó là như vậy đó, làm cho các bạn giống như là đảo điên luôn vậy đó. Rồi xong rồi những cái lúc mà các bạn mới tu nha, khi mà trì chú đó các bạn biết không, là nó đau đầu các bạn dữ lắm luôn á, làm cái đầu các bạn quay quay vòng vòng đau đầu. Nhất là những bạn mà ngồi thiền nha, nhiều khi ha, nó lại nó dỗ dai các bạn luôn nha, rồi nó giật bắn người là mình lên, rồi nó làm đủ kiểu hết, nói chung là nó phá đủ kiểu hết. Mà từ cái người âm đến cái người dương đều phá, cái người âm cũng phá mà cái người dương thế người ta cũng phá mình luôn. Nói chung là không biết sao nữa mà người ta gọi là đi tu là bị khảo đảo, là cái đó đó các bạn. Cho nên các bạn phải vững nha, không sợ bất cứ một cái gì hết. Từ cái chỗ mà giống như là vừa tu á, giống như vừa bước vô mình nói tu ăn chay niệm Phật 2-3 tháng, cái tự nhiên cái làm ăn không được, thất bại, mất việc làm, công việc gì đủ thứ chuyện xảy ra hết, cũng có những cái đó nữa các bạn. Nhưng mà cái đó là những cái buổi ban đầu thôi, những cái nghiệp chướng của mình thôi, chứ không phải là cái đó kéo dài. Khi mà các bạn đã tu một thời gian rồi, khi vững chắc rồi, đưa được Phật vào trong tâm rồi, thì các bạn thấy cái cuộc sống của các bạn rất vững vàng, không ai dám nói các bạn cái gì hết. Tại vì cái lúc mà mới tu á thì nghiệp chướng đi theo mình á, để đòi nợ mình, những cái quan gia trái chủ đi theo đòi nợ mình, thì cũng có thể làm cho cái khuôn mặt mình á nó xanh xanh, nó mét mét, nó làm như cái người mà dương thế người ta nhìn mình á, tất cả những bạn bè xung quanh nhìn mình á, nó giống như là nó bệnh tật, nó mét mét vậy các bạn. Nhìn kỳ lắm mà nó xấu lắm, nói thật luôn. Rồi xong rồi khi mình tu tập một thời gian, mình vượt qua rồi đó, thì các bạn sẽ thấy rằng tự nhiên không có cần đánh son, đánh phấn, đánh kem, đánh gì hết. Mình chỉ cần mình vẽ tí son với lông mày chút chút vậy thôi, là cái da mặt mình tự nhiên hồng hào lên. Mà cái lúc này á, khi mà cái người tu cao lên rồi, thì lúc nào cũng có những cái mà cái điện trượt, cái sự mà trượt tánh nó đi xa ra, nó đi xa ra cái thân thể mình, thì lúc đó mà có những cái thanh, những cái thanh nó sẽ vào trong cái cơ thể mình đó, những cái thiên liên, những cái mà những cái sự sống tốt lành nó vào trong cơ thể mình, nó làm cho khuôn mặt mình bừng sáng ra. Và cái sự sống của mình á, các bạn biết không, là giống như là ở đâu mà giống như người ta gọi là trời ơi, tự nhiên sao tiền nó trên trời rơi xuống, có những cái đồng tiền nó rất rất là bất ngờ cho những người mà tu tập. Bởi vì phải vượt qua mới được nha các bạn, nếu không vượt qua rồi mình tu nửa đường á là mình sẽ gãy gánh, người ta gọi là gãy gánh. Rồi nửa đường mình nói thôi không tu nữa đâu, giờ ngã qua xuống núi đi, người ta kêu thôi xuống núi đi chứ tu sao khổ quá đó. Cho nên tại sao mà tu mà nó khó là cái chỗ này nè. Đã mình tu, mình buông bỏ, mình ăn chay, mình niệm Phật mà còn theo khảo đảo mình vậy rồi mình tức. Nhiều khi nó nói những cái chuyện mà giống như là chuyện có nói không, rồi nó sỉ nhục mình, nó làm đủ thứ hết, nó làm cho mình tức giận. Đó là cũng là cái sự thử thách cho mình để mình có vượt qua hay không. Nói cho nên Tiết Già xin chia sẻ để các bạn mà mới tu nha, chứ để các bạn vững tâm. Chứ nếu mà bạn nào mà đã tu lâu rồi thì bạn nào cũng biết cái chuyện này hết, cũng trải nghiệm qua cái chuyện này hết đó. Các bạn cứ việc vững tâm, không có sợ sệt bất cứ một cái gì hết, miễn mà các bạn giữ được chữ tu và đưa Phật vào trong tâm của mình, tức là người ta gọi là nhất tâm á, gọi là nhất tâm á, nhất tâm niệm Phật, nhất tâm tu hành, nhất tâm thiền định. Tất cả những cái gì mình phải cứng rắn lên, mình nhất tâm lên, là mình đánh bại hết tất cả những cái mà phiền não, những cái mà nghiệp chướng, những cái mà gọi là quan gia trái chủ, là tất cả những cái gì là mình phải hả, giống như là mình phải nghiệp thì đến á, là mình cũng phải trả, mà mình trả một cách giống như là nó nhẹ nhàng hơn các bạn, giống như trả nhẹ hơn, thì những cái quan gia trái chủ người ta thấy mình tu hiền rồi, người ta cũng tha thứ cho mình nữa các bạn. Người ta cũng như là nói thôi giờ ta cũng nghe chú Đại Bi với mình, hoặc là nghe mình niệm Phật, thì coi như là người ta cũng hả, nói thôi đi, người ta buông tha cho mình đó. Đó là tại sao mà người tu mà được giải thoát, được lánh nạn, được tất cả những gì mà tốt đẹp đến cuộc đời là như thế đó các bạn. Tiết Già học nhiều, chia sẻ nhiều. Tiết Già cũng mới tu, đang học rất là ít, tu cũng chưa có được vững vàng lắm, chỉ có trải nghiệm qua cái vấn đề mà gọi là sự tu tập thôi, chứ cũng không phải là cái người tu mà gọi là giỏi giang đâu nha các bạn. Trải nghiệm tức là mình đã trải qua những cái
mà mình đã bị cũng như là khảo đạo đó các bạn. Tiết già chia sẻ để các bạn mới tu mà các bạn vững vàng không sợ một cái gì hết nha, để cùng với Tiết già mà tu tập để vượt qua, nhất là vượt qua cái đại nạn này nè các bạn. Video Tiết già chia sẻ đến đây kết thúc, xin chân thành cảm ơn các bạn gần xa rất nhiều, hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.